Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Sáng sớm ngày hôm nay lên video. Xin mến chào tất cả các 5.000 anh em đam mê audio trên toàn quốc và những đóa hồng đang có trên kênh của em. Thì như thường lệ, em vừa đưa ra những sản phẩm cũng giống như là lên số và dò lại cái tờ niêm yết của số series vé số của ngày hôm qua. Và em cũng muốn trao món quà này đi. Em cho nên là ngày hôm qua em đã gợi ý là trong 3 số cuối của tờ vé số thì sẽ có một số 6. Và ngày hôm nay các bác đánh cũng giống như là bình luận sau những giờ làm việc mệt mỏi, cũng giống như vào xem video và xả chat cũng rất chi là nhiều. Và đồng thời nữa là mua hàng ủng hộ và tất cả mọi cái như ngày hôm qua thì cũng khá ổn định. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Thì về đoán số hơn 200 bình luận vẫn chưa trúng các bác nha. Anh em cũng vẫn đang lệch lạc đi một số và đồng thời nữa là sai vị trí, cũng giống như là đúng cả 3 số rồi nhưng mà chưa có đúng vị trí. Thì em xin gợi ý là trong này là trong tập 3 tờ trong 3 số cuối của giờ xe G này, của cái tờ vé số em ghi ngày mùng 5 các bác này, tháng 12 của Bà Rịa Vũng Tàu này, thì có một số 6 các bác nha. Mà và em gợi ý luôn để em trao món quà này đi cho anh em về thẩm âm này, về cái chất âm của BM Panasonic BM47 là 3 số cuối có một số 6, mà số 6 đứng đầu các bác nha. Sau đó là còn lại 2 số cuối, thì các bác nghe em nói lấy một vài lời rồi để vào bình luận, để rồi mà hợp duyên thì nó sẽ ra cái số này và em sẽ gửi gắm cái tình cảm của em sâu sắc, tuy rằng món quà này nhỏ, đến tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc, để các bác thẩm âm về cái ngành của âm thanh Hà Nội địa Nhật mini này nhá. Đấy, thì để thứ nhất là tương tác ủng hộ kênh cho em học cùng với lại chung với các anh em lâu nay đang luôn đồng hành ủng hộ cùng em. Thì các bác mới vào thấy em ở trên các cái kênh trang mạng thì cho em xin một nút đăng ký này. Ấn chuông ở như màn hình tivi, điện thoại, máy tính, laptop của các bác để báo hiệu mỗi lần mà em lên những sản phẩm mới. Thì các bác sẽ nhận được thông báo là lần đầu tiên, người đầu tiên để vào xem video, vừa xả chat, vừa em hiểu được tí nào thì hay tí đó, vừa có những mã nào hợp thì các bác sẽ là người đầu tiên mua được những sản phẩm tốt nhất này các bác nha. Đấy, thì món quà vẫn đang còn đây và em xin nhắc lại là gợi ý này, thì là có 3 số ở trong cái tờ series số vé số này của ngày mùng 5 tháng 12, thì là có một số 6 là đứng đầu trong ba dãy số 3 số cuối các bác nha. Đấy, thì để hợp lệ món quà này các bác cho em xin một nút đăng ký rồi tiện tay thì like và bình luận chung với anh em cho nó vui. Và văn món quà thì vẫn đang còn đây, em xin qua các bác nhé. Thì đi vào bán hàng trong video ngày hôm nay thì em lên 19 sản phẩm và đồng thời cũng cảm ơn anh em ngày hôm qua trên mọi miền Tổ quốc luôn đồng hành ủng hộ và ủng hộ em rất chi là nhiệt tình. Với ngày hôm qua em bán gần như là hết những 20 sản phẩm của ngày hôm qua, còn sót lại một hai sản phẩm. Thì cảm ơn chân tình các bác và chúc tất cả các anh em cùng với đại gia đình là ngày thứ bảy gọi là máu chảy về tim, và cuối tuần cũng gọi là cuối tuần, thì đối với anh em nhà nước thì luôn luôn may mắn, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Đấy, đó là một cái điều chúc thân ái và cũng giống như là chân tình nhất đối với em học, cũng không biết nói gì hơn. Thì đi về video bán hàng thì ngày hôm nay em lên một con loa của rất chỉ là ngầu của Ken các bác nha. Đấy, con này thì e căng nó đang hơi chặt, em chưa tháo ra được. Đấy, rất chỉ là nặng. Đấy, và sẽ size này là của size mini các bác nha, màu đen, nó giống như cái loa của đài. Chiều cao dao động của con này là 23 các bác nha. Hậu sâu tính cả e căng nữa là cũng phải rơi vào 23 24 và chiều rộng khoảng 15 16 cm các bác nha. 15 16 cm. E căng là bên hông và đằng trước là thùng bằng nhựa, ở đằng dưới là bằng gỗ ép. Và con này là của Ken của SG F7 L. Con này là của 20W, dòng 6 ohm chở khoáng các bác này. Margin in của Incorrect. Incorrect đây các bác. Đấy, thì mỗi lần mà em giới thiệu cũng giống như là em về mô tả về sản phẩm ấy, thì em sẽ quay rất chi là kỹ trước sau và hông để cho anh em chúng ta là xem để về cái ngoại hình này, cũng giống như là vấn đề kích thước và về vấn đề là chìa khóa và số ôm và thậm chí là sản xuất của nước nào trước khi nhập sang bên bên Nhật luôn, thì để anh em chúng ta biết được. Thì những người mà em hiểu rồi thì anh em chúng ta sẽ chết rồi chốt được trên mã cho nó dễ, cho nó nhanh. Và những anh em nào mà đang còn băn khoăn cũng giống như là chưa rành về những cái món này thì hãy kết bạn Zalo với số điện thoại của em là 0345 848 234. Em là Lê Gia Học, hiện tại đang sống ở Thuận An, Bình Dương, thì em sẽ gửi hình cũng giống như video sang cho các bác tham khảo.
Lần này các bác thì mua, không mua thì lần sau các bác mua. Cứ vào xem video cho nó vui, xả chết những lúc em đi làm về mệt mỏi cũng giống như là lúc rảnh rỗi. Đấy rồi tiện tay thì các bác cứ cho em một nút chia sẻ thì càng tốt. Sẽ thành công cùng với lại các bác, đồng hành cùng các bác đến khi nào mà không làm nữa thì thôi các bác nha. Thì như mã số 1 này em sẽ giao là 450k em bao ship các bác này. Tất cả những mặt hàng của em đều bao ship. Đó, đây các bác. Đấy, chất đâm hay. Ngoại hình cổ. Rồi em sang bên mã số 2. Mã số 2 của ngày hôm nay thì em lên một cái bộ này là một cái bộ của Aqua các bác, Aqua Quốc View, thương hiệu của FD55. Đấy, nguyên bụi các bác nhá. Đây là bụi này. Và tình trạng của con này em đã test là CD chạy ok các bác nhá. Đấy, không kén đĩa, dòng này là được cái là như thế. MD chạy ok luôn. Và AUX thì được cái này nó lại mất cái khác các bác ạ. Được cái đầu nó lại mất cái khác. Dòng này thì anh em ở ngoài Hà Nội cũng giống như thị trường là thành phố Hồ Chí Minh và tất cả trên mọi miền Tổ quốc đang bán là không hề rẻ và cũng rất chi là ít, cũng rất chi là hiếm các bác nha. Ít chi là ít gặp và rất chi là ít hiếm. Đấy, có đầy đủ những công năng và chỉnh chế độ ở trên này thì các bác về vọc vạch thêm giùm em. Đấy, và view khi mà hát ấy, thì hai view này nó sẽ nhảy các bác nha. Anh em đang sưu tầm, đang đi truy tìm con này thì các bác lấy giùm em này. Và đây là phần e-căng các bác này, nguyên bụi giặt một cái là sạch. Giặt một cái là sạch, cái này giặt thoải mái các bác nha. Đấy, màn lõm truyền thống, sử dụng đôi bát 12. Đấy, màn bằng cao su và đôi chét là bằng chất ron. Chiều cao là khoảng 23 các bác nha. Rộng nguyên dàn của con này là khoảng 42 đến 43. Và hậu sâu là khoảng 21 các bác nhá, cả e căng. Ngoài ra thì con này giá thị trường không hề rẻ, nhưng mà của em này thì rất rẻ này, bởi vì là đường sau này bằng thùng bằng gỗ nền, rất rẻ tân trang, nhưng mà nó hơi xấu các bác nhá. Còn đầu là sử dụng điện 100 và con này là 60W, có tích hợp optical in và làm giải mã, và đồng thời nữa là cổng súp. Và đi đồng bộ và có cả USB để các bác sử dụng. Đây loa thì hơi xấu các bác nhá. Các bác có thể là về cho ghim keo vào xong rồi lấy lưỡi lam hoặc là lấy dao dọc giấy để tân trang lại cái thùng loa ở đằng sau là ok. Còn đây là về phần ngoại hình, e căng là đầy đủ. Như bộ này thì hôm nay em giao một nửa tiền các bác nhá, nửa tiền của anh em. Đấy, 1,2 triệu em bao ship này. Đó, nguyên bụi, hàng ít gặp. Rồi em sang mã số 3. Mã số 3 thì ngày hôm nay em lên tiếp tục một con của Aqua luôn các bác. Con này của em ấy thì tình trạng là CD là không chạy và MD là không chạy các bác nha. Chỉ chạy AUX, FM full tần số 108 cho chất âm cực hay. Nó dòng của nó là kém cái dòng mã số 2 các bác nha. FD có 5 thôi, cái kia là 55. Đây các bác, nhưng mà đôi loa viền cũng giống như là bass thì cực kỳ ok. Thùng là đề can bọc toàn thân các bác nha. Đây, để em xoay thử cho các bác xem này. Đấy, màng carbon rất là xịn, chất âm thì hay. Đấy, các bác cứ vào Zalo của em thì rất là nhiều sản phẩm em đăng ở trên đó. E căng là đầy đủ bác. Đấy thì con này là dao động là cao khoảng 22, rộng khoảng 43 đến 42. Đấy, tầm đó. Và hậu sâu là 20 các bác nhá. Thì nó cũng không khác gì về ngoại hình của con mã số 2 đâu, nhưng mà nó là đời thấp hơn của sản xuất của Malaysia các bác này. Điện 160W, có tích hợp thêm cổng súp, nhưng mà không có optical các bác nha. Đây loa thì là bọc đề can toàn thân. Đấy, đi đồng bộ cho nên là em không sẽ đọc số watt được các bác nha. À, số ohm nữa. Đây là mã số 3. Rồi em sang em giao con này là 800k các bác nha. Em full tần số 800k em bao ship. Rồi em sang bên mã số 4. Mã số 4 ngày hôm nay thì thông báo với các bác đây là một cái màn hình máy chiếu này. Đấy, để em chỉnh về cái chế độ ở dưới này. Đấy, ở trên tường kia thì nó hơi xa bác này, chỉnh gió này. Đấy, hơi xa và đồng thời nữa là nó hơi sáng và lại là cái nền của cái phông trắng nữa. Cho nên là nó hơi khó, cái nền của phông này á thì nó sẽ phải hơi vàng vàng một chút các bác nha. Đấy. Em đã test ok. Là con này là chỉ cần gắn qua, em đang gắn vào cái đầu Victo. Nhưng Victo này của em mới lấy ra thì lại không chạy DVD các bác. Đây, em gắn vào cái cổng video này. Và đằng trước này là em cũng gắn vào cái cổng video.
Đây để em soi cho các bác. Đây là cùng gắn một cái cổng video của cái đầu DVD. Những cái dầu đầu DVD của đèn ông này, Ongeo hay là Victor hay là những cái liên quan tới chiếu phim ảnh và nghe nhạc, thì các bác cứ gắn lấy cái video này là gắn qua cái đầu này là ok. Đấy. Thì ngày mấy ngày hôm nay em cũng bán 7-8 con rồi. Và đồng thời nữa là các anh nó về test rất chi là ok, thì ngày hôm nay em test kỹ hơn và có gửi hình video cho em. Đấy, đương nhiên là những dòng này là nó dòng đầy cũ, giá tiền nó rất chi là rẻ. Đấy, so được 25-20% so với lại giá mới thì nó sẽ phải là có nhiều những cái công năng hơn so với những cái máy cũ này. Đấy các bác nha. Thì ở trên kia là em đang có này, chỉnh chế độ này, chỉnh cao, chỉnh thấp này, chỉnh ngược, chỉnh chui này. Đầy đủ đấy, đang xuống đấy các bác. Xuống này, màn hình xuống này. Đấy chạy này. Rồi là chỉnh rõ nét này. Đấy mờ này. Nét chữ này. Đấy. Và ở trên cái chữ đó giống như kiểu cái dòng menu ấy thì nó có rất nhiều này. Chỉnh về vấn đề độ sáng này, chỉnh về vấn đề là xem video này, rồi xem phim này, chỉnh về chế độ là phông màn này, chỉnh về vấn đề là màu này, rất là nhiều ở trên đó, cần các bác phải dịch. Dịch thì bây giờ cũng rẻ thôi, lên Google là dịch được các bác nhá. Đấy thì các bác vào vạch thêm. Thì em tiếp cái cơ bản là như thế, là con này là ok này. Hiệu này là của Sanyo. Đấy không chất xẹo gì cả, rất là ok. Thì như con máy chiếu này thì em đã chiếu ok. Và em giao là 1.200.000 em bao ship các bác nhá. Giá chỉ bằng 25% so với lại cái máy đang hiện tại đang bán hiện hành ở ngoài tiệm. Đấy, bởi vì mua hàng online thì bây giờ được cái là tìm chỗ uy tín để các bác mua, và đồng thời nữa là không bị mất tiền mặt bằng, và đồng thời nữa là nhập thì những anh em lớn ấy, thường thường là nhập tận gốc. Do đó cho nên là giá thành rất chi là phải chăng để cho anh em chúng ta đam mê vô điều kiện các bác nha. Rồi mã số 4 thì các bác cứ Zalo em chụp hình thêm các bác, rồi test thì em đã test ok. Và em giao mà là 1.200.000 các bác này. Đấy, chức năng là em tắt này. Đây là đã ok. Rồi ngày hôm nay em lên mã số 5. Mã số 5 thì ngày hôm nay em lên một bộ của Sony các bác này. Sony của này là của CM3 màu trắng vàng. Tình trạng của con này là chạy CD ok các bác nhá. CD của em là chạy ok này. Đĩa ra rất chi là bon êm re. Rồi MD thì vẫn chạy, nhưng mà trong này đang có một cái MD dính ở trong này các bác này, nhưng mà bấm vẫn chạy. Thì do là cái cơ hoặc là cái dây của loa nó bị yếu, nó không đẩy lên được. Đây vẫn chạy các bác này. Chạy luôn nhá. Đấy nhảy số này, nhảy số 3. Và đây là về phần ngoại hình của e căng. Đấy các bác về giặt cái là xong. Thì như cái dòng này á, cho chất âm là thiên về bát nhiều, sử dụng một đôi màng giấy viền vải. Đấy, và chiều cao của con này là 25-26, hậu sâu là khoảng 24 và chiều ngang là hơn 40 các bác nha. Đấy, thùng loa là vuông thành sát cạnh đây các bác. Đây là định là sử dụng 100, con này là 50W, mắt in là của nơi nào đây, của China sản xuất. Đấy, và hàng trước khi xuất đi Nhật thì thường thường là sản xuất ở nước nào là sẽ đóng ở đó mới hợp lệ theo những cái quy định của nhà nước. Đây các bác. Đấy, cho nên là nhiều khi anh em cũng đừng có nặng nề về vấn đề là nước nào cả thị trường mở cửa, tất cả đều có thể là sản xuất được, mà cũng có thể là làm sao mà tiêu chuẩn đủ và tất cả đạt theo yêu cầu của các nước là chúng ta sản xuất thôi. Đây các bác nha. Thì mã số 5 này ngày hôm nay em giao 790k này. Đấy, CD chạy ok, không kén đĩa này. Rồi MD là vẫn đang chạy này, dính ở trong này, ô bền không ra này các bác này. Đấy, em xích tốt này, ô bền không có ra. Đấy, băng này các bác về muốn nghe thì phải tân trang. Chiều cao là như thế và cân nặng là như vậy đấy các bác. Đấy, rồi em giao 790 em bao trước các bác nha. Rồi em lên mã số 6. Mã số 6 ngày hôm nay thì em lên một cái bộ của Pioneer. Pioneer này là Pioneer model là ME12 các bác. ME12. Tình trạng là chạy CD là ok các bác này. CD của em là êm re, tự nhiên nhá. Em không có tân trang. Hàng của em là nguyên bụi hết. AUX nghe nhạc qua máy tính laptop này. Cổng này thì cực kỳ hay. Này, chắc ghim vào là chắc, không có lỏng. USB để nghe nhạc mạng nè.
Các bác có thể lấy USB tải từ máy tính, tải từ các cái công cụ hiện đại hơn để gắn vào đây để nghe nhạc nào các bác tùy thích. Và USB Bluetooth ở trên chợ có thể là gắn vào đầu 3.5 nghe bình thường, không cần phải dây. Đây các bác nha. Và đây là hậu đằng sau. Chiếc loa bên phải, bên trái màn hình của em này. Và đây là hậu đằng sau của đầu. Dòng những dòng mới như thế này á, sử dụng là định 100 và rất chi là ít, là 15W các bác nha. Made in của China. Đây các bác. Thời tiết ở trong này hiện tại đang rất chi là khó chịu các bác. Trên video em hay ho, các bác thông cảm nha. Người nó mệt. Rồi mã số 6 này em giao 850 các bác này. 850 em bao ship nha. Rồi em tắt đi coi. Em sang mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay thì em lên một cái bộ của Panasonic BM57. Về phần ngoại hình ấy, thì là bị mất một chiếc e căng mà các bác nha. Bỏ quên ở đâu rồi á, bỏ quên ở bên Nhật rồi. Và khi mà hát ấy, thì cái đèn này nó chạy giống như ổ lửa, rất là đẹp, giống như cái dàn của Sony Z100. Và hiện tại của con này của em là CD là không chạy các bác nha, kẹt rồi. MD là chạy ok. Táp thì các bác về có thể là nghe. Thì là Tân Trang. Còn là AUX thì chất âm thì tuyệt vời. Và đây là về phần ngoại hình. Đấy. Viền bát này thì của dòng Bana này thì như con này thì cũng đang nghe bình thường, thì các bác đang còn xài được các bác nha. Các bác nào kỹ thì xài ok. Chiều cao dao động từ 25 và chiều ngang cả bộ thì khoảng 44 và hậu sâu khoảng hơn 21. Đấy. Và dòng Panasonic của BM57 này thì có optical để làm giải mã này, USB đời cũ này. Đấy. Rồi sử dụng là định 100 và con này là 50W các bác nha. Chơi hệ hai cầu, 4 dây loa đã có sẵn. Thiếu một e căng, em trừ luôn. Ngoại hình nguyên bụi khá đẹp, màu vàng chanh, phong thủy, mặt phay gương. Thì mã số 7 này ngày hôm nay em giao 750 em bao ship các bác này. 750. Rồi em xin sang mã số 8. Mã số 8 ngày hôm nay thì em lên một bộ của Panasonic, đời chót vót, đời cao chót vót và đời cuối của dòng Panasonic. Đó là BM930 DVD. Hiện tại hiển thị ở trên màn hình thì chiếc điện thoại của em đây. Thì là về phần ngoại hình là đẹp các bác nhá. Đẹp. Và đèn cũng đẹp. Tình trạng là CD chạy ok, MD chạy ok, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop. Nhưng mà không ra tiếng các bác nhá. Thì cái dòng này một là không ra tiếng là có thể là bị cầu loa. Nhưng mà cầu loa thì cũng không thể bị hết được. Nó phải sọt sẹt. Thì cái này là em nghĩ là liên quan tới vấn đề công suất rồi. Đấy, chiều cao của bộ này thì rơi khoảng 29 các bác nha. 28. Chiều rộng là 44. Và hầu sâu là hơn 20. Sử dụng đôi loa bao quay. Màu ghi. Thì cái bộ này á, ngoại hình đây. Ngoại hình đây các bác. Sử dụng định 100 các bác. Có optical. Con này 58W. Thì riêng bộ số 8 này thì bác thợ nào biết hiểu được thì làm. Bởi vì thị trường đang bán rất chi là cao cái bộ này. Thì bây giờ em giao này. Em giao đôi loa này là 550 các bác nhá. Loa ba quay 550 cho hệ hai cầu. Cái đầu này em thanh lý 300. Đấy, bác nào lấy cái gì thì lấy, hoặc lấy cả bộ thì lấy, em bao ship. Loa 550 và đầu là 300 các bác nha. Các bác có thể là CD chạy, MD chạy, có thể là về lấy khay, lấy mặt, lấy đĩa, lấy gì lấy. Hay hoặc là để nguyên bộ thì là đời cao nhất rồi. Rồi em sang mã số 9. Mã số 9 thì em lên cái đầu của Ken các bác này. Ken là chạy AUX, qua vận chuyển thì bị văng cái nắp táp này ra rồi các bác nha. Đây là phần ngoại hình. Đây là phần ngoại hình các bác. Hậu đằng sau. Hậu đằng sau thì sử dụng là điện 100. Con này 30W các bác nha. Made in của Corera. Mất luôn cái cầu loa này. Điện đây thì là optical là đang sáng này các bác này. Đó.
Chiều cao của con này là 24 các bác. Chiều ngang là 18 và hậu sâu là 24-25. Thì ngày hôm nay em thanh lý con này 250 các bác, em bao ship này. Rồi em qua mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay thì em lên một bộ của Bioner. Bioner thì là mặt mũi ra lên nguồn các bác nhá. Điện thì rất chi là đẹp. Đấy, bây giờ em cắm lên là nó ra hai cái bóng này, để em cắm điện này vào này. Đây các bác, đây nó có ổ cắm luôn. Đây các bác. Mã số 10 này, con Bioner này ấy, là cái đầu này lên nguồn mà không hát các bác nhá. Mặt thì bị vỡ chút xíu này. Còn loa là đã tiết hát ok. Đây các bác. Ê căng đây ạ. Em xoay cận cảnh đi cho các bác biết này. Rồi dòng này á thì là loa là dòng 6 ohm chữ khoáng này, 20W, 40W một cặp. Vuông thành mà sắc cạnh này các bác nhá. À đây, ở dưới góc bên này là cũng bị vỡ chút xíu các bác này. Đấy. Chiếc này là vuông thành sắc cạnh. Đầu là sử dụng điện 100, đầu là thanh lý các bác nhá, bị hư ở lên nguồn mà không hát. Đấy, mờ màn hình. Rồi bị mất cái năm này luôn. Đấy, mã số 10 này thì ngày hôm nay em giao là cái đầu này 150 và đôi loa 400. Đấy thì chiều cao của con này là 24 các bác nhá. Chiều rộng là 44, chiều sâu là 22. Là đôi loa đó. Thì các bác lấy được cái nào thì các bác cứ gọi điện cho em. Rồi em sang mã số 11. Mã số 11 thì ngày hôm nay em lên một cái bộ của Victor. Victor này cũng dạng đời cao, dòng loa ba quay. Victor này là của Y 500 các bác nhá. Đấy, tình trạng là loa ba quay. Đầu là CD, HO là kén đĩa nè. AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop nè, TV nè. Rồi FM là full tần số nè. Và loa thì là màng là hơi nứt các bác nhá. Đấy, em giao con này là 700k em bao ship, e căng đầy đủ. Đây là thùng vách loa các bác này. Và đây là về phần sử dụng điện 100. Phần điện các bác này, 50W các bác này. À, con này thì cũng đẹp, điền đốm cũng đẹp, xanh, chất âm cũng hay. Đấy, về phần ngoại hình của loa bass thì hơi bị như vậy các bác. Đấy, em 700 em bao ship các bác nha. Nó ăn ở như cái đầu. Rồi em sang bên mã số 12. Mã số 12 ngày hôm nay thì đây, ngày hôm qua còn sót lại bộ này đây các bác. Bộ này là bộ cũng khá hiếm. Đấy, và CD thì khi mình mở ra là nó sẽ xuống này, đẩy xuống này các bác này, ra này. Và dòng này là không kén đĩa các bác nhá. Tình trạng của em là chạy CD, AUX, nghe nhạc qua máy tính laptop, và con này là em giao 900k. Ngoài ra còn SD là thẻ nhớ các bác này. Đấy, rồi đốc này, đốc là sử dụng cho iPhone. Và đây là AUX, AUX như này. Cắm ở trên này. Và sử dụng đôi loa toàn giải các bác nhá. Và đây là hậu đằng sau. Hậu đằng sau thì những cái dòng này thì không hư đâu các bác. Con này là model của nó là Panasonic NS550 của SD. Là sử dụng điện 140W các bác nhá. Jack loa là bằng jack như thế này. Đây các bác. Thùng loa bên này đây. Các bác cứ yên tâm. Khá độc đáo. Con này anh em tân trang bán không hề rẻ đâu các bác. Rồi em giao mã số 12 này 900k em bao ship các bác này. Rồi em sang bên mã số 13. Mã số 13 thì hôm nay em lên một con của Victor của SH5. Dòng này thì CD của em là không chạy. Ra vào bình thường nhưng mà không chạy. Còn AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop và điện thoại này. Đốc này.
USB để về nghe nhạc qua bên USB Bluetooth, tùy các bác không cần dây. Và con này thì chất âm nó hay, bởi vì nó sử dụng một đôi loa nén các bác nhá. Bởi nó là nén thì nó mới hay các bác này. Nhạc nhẹ thì rất chi là ok. Đây ạ, thùng loa này. Con này là sử dụng là điện 100 và 16W các bác nhá. Đấy. Như bộ này thì hệ thế hệ mới. Em giao 800k em bao xíu các bác này. Nghe hay, chất âm ngoài mong đợi. Em sang bên mã số 14. Mã số 14 thì em lên một đôi loa của Ken các bác này. Đấy, Ken này là Ken màu vàng phong thủy này. Màng giấy, viền vải. Chiều cao của 20, nó là 26. Chiều ngang khoảng 16 đến 17. Chiều sâu là 20. Thùng vách là bằng gỗ nện các bác nhá. Của SG3N. Con này là chứa khoáng 6 ohm và 30W một chiếc loa. 60W một cặp của Malaysia sản xuất các bác. Rồi đây các bác. Em giao 450 em bao xíu các bác ơi. Phong thủy của bác nào thì lấy về này, nghe hai bài đẹp. Rồi em sang mã số 15. Mã số 15 thì ngày hôm nay em lên một cái đầu của ai qua. Đầu này là thuộc một đầu của xe Trung đó nha, của dàn Trung. Đấy, màu đen. Cao của nó là 30 các bác. 30. Sâu là ngang là 18, hậu sâu là 26 27. Của model là L700M các bác này. Sử dụng điện 147W. Made in của Singapore. Đấy, chứa khoáng là đánh hệ 2 cầu từ 4 đến 16 ohm. À, hệ 2 cầu. Optical out, không có in các bác. Đây, ngoại hình đây. Đây em giao 600k bao xíu các bác này. Một cái đầu của xe Trung. Em sang mã số 16, em lên một cái đầu của Sony 373. 373 này là tình trạng là chạy AUX các bác nhá. Đấy, CD là không chạy và MD là không chạy. Đấy, con này thì cho chất âm hay, thiên về bass. À, các giới trẻ hơn thì anh em thiên về bass thì nghe nó. Sử dụng điện 100. Và con này là của Japan sản xuất các bác này. 55W. Optical làm giải mã rồi các line nghe nhạc là đầy đủ các bác. Đấy. Rồi, mã số 6 này em giao 500 em bao ship các bác ơi. 500k em bao ship. Em sang mã số 17. Mã số 17 ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của Victor A70MD. Hai dòng này của em hiện tại là rất là nhiều các bác nha. Có mấy bộ ở trong kho lận. Mà em bán thì cũng khá nhiều rồi. Khá nhiều anh em thích cái dòng này. Mà vẫn còn rất là nhiều. Đây, dòng này là sử dụng điện 100 và con này là 48W. Loa để ghép loa thì từ 4 đến 16 ohm và dây loa bằng số 8 này thì em sẽ cấp cho các bác nhá. Rồi mã số 17 này tình trạng của em là chạy AUX, em full tần số 108, CD và MD không chạy các bác nhá. Rồi chỉ 300k em bao ship các bác này. Rồi em sang bên mã số 18. Mã số 18 thì ngày hôm nay em lên một cái đầu của Onkyo FR7GX. Tình trạng là chạy full chức năng. Và về phần ngoại hình thì bỏ quên cái nút này bên Nhật rồi. Để tí nữa rồi em nếu mà các bác lấy đi thì em còn vài ba cái đầu Onkyo này em lấy em bù qua cho các bác cho nó đủ nha. Để cho nó trọn vẹn cái này. Còn mấy cái kia thì em sẽ thanh lý sau. Đây thì sử dụng điện 100. Con này là 48W. Và của Japan sản xuất. 4 chứa khoáng 4 đến 16 ohm. Có cổng súp này. Rồi optical out không có in các bác nha. Các like nghe nhạc. Và đây là phần ngoại hình. Rồi cái này em sẽ bù vào cho các bác cho đủ nha.
Thì em ra con này là trọn vẹn là CD chạy ok, MD ok, AUX cho nó trọn vẹn và vung thành sắc cảnh mà bán đẹp. Em giao 800k, nút này em sẽ chịu trách nhiệm em bù cho các bác. Rồi kết thúc video là mã số 19. Thì ngày hôm nay em lên một cái đầu của N3X. Tình trạng là MD chạy ok, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop các bác này, FM full tần số 108, chỉnh bắt chắc là trực tiếp ở trên máy luôn. Đấy, màn hình màu xanh. Đấy, con này em đã test ok. Và có cổng súp này, có optical. Rồi 4 chữa khoáng 4 đến 16 ohm, dải ra hồng rất là rộng. Điện 142W của Japan sản xuất và các line nghe nhạc đầy đủ. Có tích hợp thêm cổng súp các bác. Rồi mã số 19 này thì em giao 750 em bao ship các bác nhá. Tất cả mặt hàng của em bao ship. Thì cuối video một lần nữa cho em học gửi lời chào cũng giống như là lời chúc tốt đẹp nhất và chân thành nhất đến tất cả anh em. Và thân ái chào các bác ngày mới, hẹn gặp lại các bác vào ngày mai chủ nhật là ngày cuối tuần. Xin mến chào tất cả anh em nhé.